Rồi, hello anh em nha. Hôm nay sẵn dịp mình còn đang chạy nè anh em, quay cho bán cái máy nhà anh em. Thì máy này mình báo tổng thể cho anh em ha. Động cơ là động cơ 70, bung gồi bung lần đầu. Máy đại tu dàn hơi. Máy này 70 Thái đời 25 26 gì đó. Mình quên anh em ơi. Thì dàn này dàn zin 6 biển 6 biển ha. Dàn này dàn của mình đó giờ. Thì dàn này mình kêu bán là bán giá 60 triệu anh em. Còn đây quê này là quê bánh lòng bánh bánh dài nha. Quê này mình xài bánh lòng đợt đó, hồi đó mình đóng là bánh lòng. Quê này là quê tổ hợp anh em, có cây đầu ha. Niền thì niền hồi đó niền xài niền 20, thì mình sợ nó gãy mình kẹp thêm cái niềng vô đây nè, ngay chân chỗ căm chổi nha anh em. Thì cặp đen cái rồi dành bè này cái này cũng niềng đôi nè, hai bên luôn nha anh em. Bánh bánh nhận bánh đề cũng vậy, bánh bên đây cũng vậy luôn. Đó. Căm là không hàng không gì hết nha anh em, đó niềng đôi nha. Thì máy này mình đang chạy là chạy thuộc bộ độ. Bô này tục bô độ mình cũng quay nhiều lần cho anh em coi rồi ha. Thì bô này bô inox, bô đam. Thì máy này mới làm máy là vụ này anh em ơi. Mình bán máy mình lên hộp số máy cài chứ không phải là máy làm lỡ chạy không im hay độ tục bô thì không im nha anh em. Máy vẫn chạy ngon lành bình thường. Đây đất mình chạy đây. Thì do là không có người quay nên mình cũng tắt máy mình quay cho anh em coi ha. Thì mình để cho anh em coi. Máy mình đang chạy còn không hồ nhiệt. Quay cho anh em coi hơi lỗ mũi ha. Thì máy mình còn đang chạy chưa có cửa gì cho anh em, còn ngoài đồng nha. Sơn thì vẫn còn cũng còn khoảng cỡ 70-75% nha. Mới tạt lên sương sương cho nó chốc chốc, mình quay coi cho nó được thôi anh em. Nên lại tới chỗ coi máy nha anh em. Thì số điện thoại mình cũng có để trên, sẽ kêu tính để trên màn hình, anh em có nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Thì hộp số này vụ nào mình cũng tháo ra kiểm tra hết. Đồ là mình lên đồ lớn hết, cốt chuyển hướng là mình lên cốt lớn. Nhông chì cũng vậy luôn, đạn là mình xài đạn đũa. Đạn đũa là loại đạn đũa cây đó nha anh em. Rồi. Thì máy vẫn đang chạy ngon lành bình thường. Mình lên hộp máy cài thôi. Đó. Đang chạy. Nước hơi nhiều. Đây, dàn vẫn qua về, dàn sới vẫn đang hoạt động tốt nha anh em. Thì kia cũng bán 60 triệu đó để chạy cho anh em xem nè. Đang hoạt động bình thường luôn em, nếu chốt giá được thì anh em lấy là về chạy luôn à. Không có tu bổ gì vô nữa, chứ kiên này làm tới đồ đó. Tại vì nó phái hộp số máy cài cho nên nó bán là hộp số máy cài chứ nó không có gì vậy. Nó mềm số máy cài lâu lắm rồi. Giờ chạy phao thấy không em? Đồ máy mạnh luôn. Rồi số điện thoại mình có để trên màn hình nè, anh em muốn mua anh em cứ liên hệ anh em.
Rồi tiếp tục thêm vật thứ hai anh em ơi, vàng cũng vẫn là hộp số máy kéo của số biển luôn. Anh này cũng đam mê máy sới lắm, nhưng mà ảnh cũng hơi lớn tuổi mà không nổi anh em ơi. Ảnh giờ nó hơi ngán rồi, bây giờ ảnh kêu bán lại cái dàn sới không nha. Cái động cơ thì ảnh để dành ảnh làm bơm nước, cái kiểu mà bơm nước trong đê bao đó, ảnh để lại ảnh xài. Ảnh bán cái dàn không mà với giá là 22 triệu. Đó, anh em được thì cứ điện cho ảnh, số điện thoại mình có để trên màn hình. Dàn này thì nói chung cũng đang hoạt động bình thường nha anh em, nói chung là cũng lên cốt ở chơi rồi, đang xài bình thường luôn. Ảnh bán cũng lũ luôn, bán luôn đó, bên rồi nói chung là sạch con không có miếng vết bệnh luôn, lái rồi cũng bình thường luôn, trên động rồi nói chung là ngon đó.